Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tú Linh vừa mới đi mua ít đồ dùng về, có nghe loáng thoáng mọi người nói Đình Phú được lên chức trưởng phòng kinh doanh và Mỹ Duyên thì bị giáng xuống làm nhân viên thì có chút ngạc nhiên. Cô nghĩ một người cao ngạo hay ra vẻ như Mỹ Duyên mà bây giờ làm nhân viên chắc không ai chịu nổi. Mở cửa phòng, Tú Linh nhận thấy vẻ mặt Khải Phong cau có khó chịu nên cô hỏi: "Có chuyện gì hay sao mà trông anh khó chịu vậy?" Khải Phong thấy Tú Linh về thì cơ mặt giãn ra, anh mỉm cười nói: "À, không có gì, vài chuyện lặt vặt thôi. Mà em đi mua gì đó?" "Em mua ít trái cây với mấy thứ linh tinh thôi." "Ừ, thôi em ở đây nha. Anh với trợ lý Tùng ra ngoài gặp đối tác bàn việc, có lẽ sẽ ăn trưa bên ngoài luôn. Em muốn ăn gì không? Anh nhờ Đình Phú mua cho." "Dạ thôi, lát em xuống căng tin ăn cũng được. Mà ban nãy em nghe loáng thoáng mọi người nói Đình Phú được lên chức hả anh?" "Đúng rồi, chú ấy lên chức trưởng phòng rồi." "Thế thì mừng cho chú ấy quá. Thôi, anh đi đi không trễ hẹn với đối tác." Khải Phong gật đầu rồi cầm tập giấy tờ rời đi. Tú Linh thì cầm trái cây vào rửa rồi đem ra, vừa ăn vừa nói chuyện với con. Từ hôm Khải Phong tuyển thêm trợ lý Tùng thì Tú Linh đỡ vất vả hơn hẳn. Cô chỉ ngồi ở phòng xem tài liệu rồi đưa cho Khải Phong ký, còn tất cả mọi việc khác đều do trợ lý Tùng đảm nhiệm. Mới ngày nào thôi mà bây giờ cô đã ở tháng thứ 6 của thai kỳ. Trộm vía là lần nào đi khám bác sĩ cũng đều nói em bé phát triển tốt nên cô vui lắm. Đang ngồi xoa bụng nói chuyện với em bé thì điện thoại cô vang lên. Cô cầm lên xem thì thấy Thu Hoài gọi nên nhấn nghe. "Alo, tao nghe đây." Thu Hoài đi công tác một tháng nay mới về nên rất nhớ Tú Linh. Vừa xuống sân bay là gọi cho cô ngay. "Tao vừa đi công tác về nè, nhớ mày quá. Có quà cho mẹ con tao không mà nhớ với Nhung?" Sở dĩ Tú Linh hỏi như vậy là vì trước giờ mỗi lần Thu Hoài đi công tác về là sẽ mua quà cho cô. Ở bên kia, Thu Hoài nghe Tú Linh hỏi thì cười cười trả lời: "Không, tao chỉ mua quà cho con trai tao thôi. Mà tối nay bận gì không? Tao qua đón sang nhà tao chơi." "Vậy chiều mày ghé công ty đón tao luôn đi." "Ok, vậy hẹn gặp chiều nhé. Taxi tới rồi, tao về đã." Tú Linh ừ rồi tắt máy. Sau đó dọn dẹp đĩa trái cây cô vừa ăn hết, rồi đi xuống căng tin ăn cơm. Đình Phú hôm nay cũng xuống căng tin ăn cơm. Nhìn các bàn xung quanh đã hết chỗ nên định bỏ đi. Nào ngờ anh thấy Tú Linh ngồi một mình nên anh bê đĩa cơm đi lại để xuống rồi nói: "Tôi ngồi chỗ này được không?" Tú Linh đang ăn, nghe tiếng Đình Phú hỏi thì ngẩng đầu lên trả lời: "Chú ngồi đi." Đình Phú gật đầu ngồi xuống và bắt đầu ăn cơm. Tú Linh ngừng ăn nói: "Chúc mừng chú được lên chức nhé." "Cảm ơn chị. Anh Phong đâu? Sao không đưa chị đi ăn mà xuống đây ăn?" "Anh Phong đi gặp đối tác rồi. Ăn bên ngoài mãi cũng chán nên xuống đây ăn cho đổi khẩu vị." Nói xong Tú Linh tiếp tục ăn phần cơm của mình thì vô tình hạt cơm dính miệng. Đình Phú thấy vậy liền đưa tay lên lấy giúp mà không biết hành động của anh đã thu hết vào tầm mắt của Mỹ Duyên. Cô ta cũng xuống ăn cơm thì vừa hay thấy được nên liền lấy điện thoại ra chụp. Rồi đi tới chỗ hai người họ cười nhạt nói: "Chù chòa, chị dâu em chồng mà coi bộ hai người thân thiết ghê luôn ấy. Nếu mà không biết tôi còn nghĩ hai người là vợ chồng đó nha." "Cô vừa nói gì vậy? Đừng tưởng mình là con gái thì không ai dám đụng nha. Khôn hồn cẩn thận cái miệng ăn nói bớt lung tung lại." Đình Phú lườm Mỹ Duyên rồi nói khiến cô ta tức anh ách. Nhưng cô ta chưa dừng lại mà nói tiếp:
Thì tôi nói vậy chứ có gì đâu. Chỉ là tôi thấy hai người thân thiết quá nên ngưỡng mộ nói vài câu vui vui thôi. Tú Linh từ lúc Mỹ Duyên tới thì im lặng lắng nghe và quan sát, thì nhận ra ý đồ của Mỹ Duyên, nên cô ta vừa nói xong thì cô đã lên tiếng. Chị đừng có cái kiểu đâm thọc người khác như vậy. Tôi và Đình Phú hoàn toàn không có gì. Nếu như tôi còn nghe chị nói như vậy một lần nào nữa thì chính tôi sẽ là người dạy dỗ chị đấy. Nói xong, Tú Linh đứng dậy bê phần cơm rời đi. Đình Phú cũng đi ngay sau đó, chỉ còn Mỹ Duyên ở lại với một bụng tức tối. Cứ nghĩ sẽ chọc tức được Tú Linh, nhưng nào ngờ lại ôm bực tức về mình. Cô ta cầm điện thoại, xem lại tấm hình vừa chụp ban nãy, sau đó nảy ra một kế hoạch, thì nở một nụ cười thâm hiểm rời đi. Tú Linh về phòng nghỉ ngơi một tiếng rồi dậy dọn dẹp hồ sơ cho gọn. Vừa làm xong thì Khải Phong đi gặp đối tác về. Cô rót nước đưa cho anh rồi hỏi: sao rồi anh, bên đó họ có chịu hợp tác không? Khải Phong tháo lỏng cà vạt ra, sau đó uống hết ly nước Tú Linh đưa rồi trả lời: họ làm khó dễ chúng ta, nói hợp đồng phần lợi nhuận không phù hợp, bên họ chịu thiệt nên chưa chịu ký. Anh có hẹn vài hôm nữa sẽ gửi bản hợp đồng mới qua cho họ xem lại rồi. Rõ ràng em đã xem kỹ, phần lợi nhuận đều rất hợp lý cơ mà. Hay họ không muốn hợp tác với chúng ta nên mới vậy? Anh nghĩ chắc có thể là như thế. Chiều nay anh với trợ lý Tùng ở lại làm lại hợp đồng. Em về trước đi nhé. Có cần em ở lại phụ không? Em về nghỉ ngơi đi. Anh với trợ lý Tùng làm được rồi. Dạ. Buổi chiều như đã hẹn, Thu Hoài chạy xe tới công ty để đón Tú Linh. Vừa tới nơi thì thấy Tú Linh đang đi ra, nên Thu Hoài giơ tay lên vẫy. Tú Linh nhận ra nên vội đi nhanh tới, vỗ vai Thu Hoài nói: sao tới đúng giờ thế? Thì sợ mày chờ lâu nên tao tới sớm thôi. Mà bầu bì mai mốt đi từ từ thôi, đi gì mà như ăn cướp vậy, rồi ảnh hưởng tới con tao rồi sao? Biết rồi, lần sau tao sẽ chú ý. Thu Hoài gật đầu rồi lấy nón bảo hiểm đưa cho Tú Linh đội, sau đó rời đi. Thu Hoài ở tận quận 7 nên khá xa công ty Tú Linh, mà giờ đang giờ tan tầm nên bị kẹt xe, thành ra hơn 30 phút mới về tới chỗ Thu Hoài ở. Gia đình Thu Hoài cũng thuộc dạng khá giả, thêm Thu Hoài có tính tự lập nên khi đi làm cũng tích góp để mua được căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Thu Hoài đưa chìa khóa nhà cho Tú Linh mở cửa để dắt xe vô rồi khóa lại. Tú Linh trước kia cũng thường xuyên tới đây và ở lại, nên cô xem đây như nhà mình vậy. Khóa cửa xong thì Thu Hoài đi vào kéo tay Tú Linh vô phòng, rồi mở tủ lấy ra một túi đồ nói: đó, ta mua quà cho hai mẹ con mày đấy, mở ra xem có thích không? Tú Linh bật cười vừa mở ra vừa nói: gì chứ, quà mẹ Thu Hoài mua, cái gì hai mẹ con cũng thích hết nha. Thì cứ xem đi. Tú Linh mở ra thấy toàn là quần áo em bé và mấy bộ đồ bầu. Nhìn cái quần cái áo nhỏ nhỏ trông yêu quá trời luôn. Cảm ơn mẹ Thu Hoài nhé, mẹ con rất thích món quà này. Thu Hoài gõ nhẹ trán Tú Linh trả lời: thích là được rồi, mà bữa giờ đi khám đã biết bé trai hay gái chưa? Mày đó, miệng lúc nào cũng nói con trai tao, mà trong khi chưa biết trai hay gái, cũng hên là bé trai đó. Tao định đặt tên ở nhà là Ken ấy. Được đó, mai mốt nó lớn, tao sẽ dẫn nó đi tán gái. Thu Hoài nói xong thì Tú Linh cũng bật cười theo. Cứ thế cô ở nhà Thu Hoài ăn uống chơi đến hơn 7 giờ thì mới về. Thu Hoài đòi đưa cô về nhưng cô sợ nó mệt, nên nói để tự bắt xe về. Một lát sau taxi tới nên cô tạm biệt nó rồi lên xe. Ở công ty, sau khi Tú Linh về thì Khải Phong đang ra ngoài hành lang đi dạo cho khuây khỏa, chờ trợ lý Tùng tới để bàn công việc, thì thấy Mỹ Duyên đang đi tới. Nhìn thấy cô ta, anh vừa chán ghét lại vừa cảm thấy lo sợ chuyện đêm đó sẽ bị Tú Linh biết, nên liền quay người đi vào thì cô ta lên tiếng: anh Phong. Khải Phong nghe Mỹ Duyên gọi dù không muốn nhưng phải đứng lại chờ cô ta đi tới thì nói: có chuyện gì? Mỹ Duyên thấy Khải Phong đang đi nghe mình gọi lại đợi mình đi tới thì mỉm cười trả lời:
Em thấy anh bận nhiều việc nên không để ý hết được mọi việc trong công ty, nên em muốn nói để anh để ý hơn đó mà. Khải Phong nghe Mỹ Duyên nói thì nhíu mày khó hiểu nói. Công ty có việc gì thì trợ lý sẽ báo cáo với tôi, chứ không cần cô nhắc nhở tôi đâu. Mỹ Duyên nghe vậy thì khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, rồi ghé sát tai Khải Phong thì thầm nói. Nếu vì công việc thì em đã không nhắc nhở anh thế này là liên quan đến Tú Linh và Đình Phú. Em thấy cả hai là chị dâu em chồng mà thân thiết với nhau lắm. Khải Phong nghe vậy thì nói. Cô có bị làm sao không? Tú Linh và Đình Phú cùng là người một nhà, thân thiết thì có làm sao? Em biết ngay anh sẽ nghĩ như thế mà. Nếu mà thân thiết bình thường thì em nói làm gì? Cả hai người họ trước mặt bao nhiêu người mà thân thiết cứ như là... Mà thôi. Em nói anh sẽ không tin đâu, để em cho anh xem cái này. Nói xong Mỹ Duyên cầm điện thoại, mở tấm ảnh chụp lúc nãy cho Khải Phong xem rồi nói. Anh nhìn đi, họ thân thiết đến mức này thì... Em không muốn anh bị cắm sừng, nên mới có lòng tốt nhắc nhở anh đó. Khải Phong nhìn tấm hình, thêm những lời Mỹ Duyên nói nữa thì trong lòng dâng lên sự tức giận đến mức cuộn tròn lòng bàn tay lại. Anh không ngờ sau lưng anh, hai người họ lại như thế. Mỹ Duyên cũng nhận ra vẻ tức giận của Khải Phong, nên cô ta tiến tới trước mặt anh rồi nói. Anh Phong, anh đừng tức giận. Cô ta không xứng để anh phải giận thế đâu. Nhìn cô ta là em biết cô ta đến với anh chỉ vì tiền thôi, chứ không yêu anh đâu. Chỉ có em lúc nào cũng một lòng một dạ yêu anh, vậy mà anh chẳng bao giờ nhận ra. Đúng lúc đó thì trợ lý Tùng cũng đến, nên Mỹ Duyên nhỏ giọng nói. Nếu anh muốn có người tâm sự cùng thì cứ gọi cho em nhé. Em về trước đây. Mỹ Duyên nói xong thì gật đầu mỉm cười với trợ lý Tùng rồi rời đi. Khải Phong cũng đi vào phòng và bắt đầu làm việc. Nhưng trong đầu anh, hình ảnh vừa rồi cứ hiện lên khiến anh không thể nào tập trung được. Anh bực mình vò nát tờ giấy đang cầm trên tay, làm trợ lý Tùng ngạc nhiên hỏi. Giám đốc, có chuyện gì vậy? À, không có gì. Thôi. Dừng lại ở đây, ngày mai bàn tiếp. Cậu có bận việc gì không? Tôi không. Giám đốc muốn tôi giúp gì hả? Nếu không bận thì đi uống với tôi vài ly. Trợ lý Tùng nhận ra giám đốc có chuyện buồn gì đó nên anh đồng ý. Sau đó cả hai rời khỏi công ty, lái xe tới quán nhậu. Tú Linh về đến nhà thấy mẹ ở trên lầu đang đi xuống thì cúi đầu chào rồi nói. Con chào mẹ, con mới về ạ. Mẹ đã ăn cơm tối chưa? Bà Trinh đi lại sofa ngồi rồi trả lời. Mẹ chưa, mẹ chờ mấy đứa về ăn luôn. Khải Phong đâu rồi con? Dạ hôm nay anh Phong ở lại công ty làm thêm mẹ ạ. Chiều giờ con sang nhà bạn có việc nên giờ mới về. Ừ, thế thôi con lên phòng tắm đi, rồi gọi Đình Phú xuống mấy mẹ con mình ăn cơm. Ba con đi ra ngoài gặp bạn cũ, chắc ăn bên ngoài luôn rồi. Dạ, vậy mẹ chờ con một lát nha. Sau đó Tú Linh nhanh chóng đi lên phòng tắm, rồi qua gõ cửa gọi Đình Phú. Ở bên trong, Đình Phú vừa tắm xong nên không mặc áo mà chỉ choàng khăn trên vai đi ra mở cửa. Thấy Tú Linh đang đứng trước cửa thì ngạc nhiên hỏi. Chị gọi có chuyện gì không? Tú Linh thấy Đình Phú cởi trần thì bất giác cô hét lên khiến Đình Phú phải lấy tay bịt miệng cô lại. Nhưng Tú Linh lại cắn tay anh, khiến anh khá đau nên vội vàng buông ra nói. Chị làm cái gì vậy? Tới phòng tôi gõ cửa rồi hét lên, sau đó còn cắn tôi vậy hả? Tú Linh nhắm tịt mắt, mặt đỏ lên vì ngại, ấp a ấp úng xua tay nói. Chú mau vào mặc áo vô đi, mẹ bảo tôi qua gọi chú xuống ăn cơm. Dứt lời Tú Linh quay người hướng về phía cầu thang mà đi, để Đình Phú ngơ ngác. Sau khi Tú Linh đi, anh mở tủ lấy áo mặc thì mới nhận ra lý do cô hét lên là gì. Anh bật cười vừa đi xuống dưới nhà vừa nói thầm. Sắp làm mẹ trẻ con tới nơi mà còn ngại ngùng gì không biết. Sau khi Đình Phú xuống thì mọi người vào bàn ăn cơm. Tú Linh còn ngại chuyện ban nãy nên cô cúi mặt ăn thật nhanh rồi xin phép mẹ chồng lên phòng. Ban chiều bà Trinh cũng nghe chồng nói chuyện Đình Phú được lên trước nên bà nói. Đình Phú này, giờ con đã lên chức trưởng phòng rồi thì cố gắng làm việc giúp anh nha con. Thấy con trưởng thành như bây giờ, mẹ vui lắm.
Dạ, con biết rồi mẹ. Công việc ổn định rồi thì kiếm lấy một cô vợ nữa là mẹ càng vui hơn đấy. Con chưa muốn lấy vợ, cũng chưa muốn yêu đương gì thời điểm bây giờ hết mẹ ạ. Sao? Hay là để mẹ giới thiệu mấy đứa con bạn của mẹ cho con nha? Đình Phú lắc đầu lia lịa đáp. Khi nào có người yêu, con sẽ tự động dắt về cho mẹ xem nha. Bây giờ con có hẹn với mọi người trong phòng, nên con lên chuẩn bị để đi đã. Bà Trinh còn định nói tiếp mà nghe Đình Phú nói vậy nên bà nói. Ừ, con đi đi, không mọi người chờ đó. Dạ. Đình Phú đi lên phòng thay quần áo, rồi lái xe tới chỗ đã hẹn với mọi người. Tú Linh nằm ở giường đọc sách, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ mà chưa thấy Khải Phong về nên có chút lo lắng. Cô lấy điện thoại gọi cho anh nhưng thuê bao. Khẽ thở dài, cô bỏ điện thoại trên bàn trang điểm, rồi lấy áo khoác mỏng mặc vào đi xuống nhà ngồi chờ. Thêm 30 phút nữa mà vẫn chưa thấy Khải Phong về. Tú Linh mở cửa đi ra bậc thang ngồi tựa vào tường. Từng cơn gió lùa qua khiến cô có chút lạnh. Cô chợt nhớ lại đêm tân hôn. Khi đó cô cũng đã ngồi chờ Khải Phong như thế này. Ở quán nhậu lúc này Khải Phong đã say bí tỉ. Nhưng một mực cứ đòi uống tiếp làm trợ lý Tùng phải thanh toán tiền. Rồi nhờ người đưa phụ anh ra xe giúp. Vì cũng có đưa Tú Linh về mấy lần nên trợ lý Tùng cũng nhớ nhà Khải Phong. Nên anh lái xe về đó. Tới nơi trợ lý Tùng nhấn chuông cổng. Rồi mở cửa xe dìu Khải Phong ra. Tú Linh ngồi chờ Khải Phong đến mức ngủ gục lúc nào cũng không hay. Cho tới khi nghe tiếng chuông cửa thì cô mới giật mình tỉnh dậy. Đưa tay xoa xoa đầu, cô nheo mắt nhìn ra thấy xe của Khải Phong nên chạy vô nhà lấy chìa khóa ra mở cửa rồi hỏi. Sao anh ấy say khướt vậy anh Tùng? Không biết giám đốc buồn chuyện gì mà rủ anh đi nhậu. Ra tới nơi thì uống tới mức này đây. Thôi em đưa giám đốc vào nghỉ ngơi đi, anh về nha. Dạ em cảm ơn anh nha, anh về cẩn thận. Trợ lý Tùng đưa Khải Phong cho Tú Linh dìu, sau đó anh lên xe lái đi. Tú Linh định khóa cổng nhưng nhớ gia đình Phú chưa về, nên cô chỉ đóng lại rồi loay hoay mãi mới đưa Khải Phong lên phòng được. Để anh nằm xuống giường, cô đi lấy khăn nhúng nước đem ra thì thấy anh đã ngồi dậy tựa đầu vào giường. Cô đi lại ngồi xuống ghế kế bên hỏi. Anh nằm xuống đi, em lau mặt cho. Tú Linh vừa nói vừa cầm khăn định lau mặt cho Khải Phong thì bị anh hất tay ra khiến nó bị rơi xuống đất. Cô nhặt lên khó hiểu hỏi. Anh làm sao vậy? Đôi mắt Khải Phong đỏ ngầu, hình ảnh của Tú Linh với Đình Phú và những lời Mỹ Duyên nói lại hiện lên trong tâm trí anh. Anh cầm hai bả vai cô trả lời. Chuyện ở căng tin trưa nay, em và Đình Phú là sao? Có phải em và nó lén lút qua lại sau lưng anh đúng không? Anh nói gì vậy? Em và chú ấy không có gì hết. Buổi trưa nay chú ấy ngồi cùng bàn ăn cơm cùng em thôi. Rất hay cho câu nói em và nó không có gì. Tú Linh à, em nghĩ anh là đứa trẻ lên ba, để em nói gì là tin phải không? Bây giờ anh đang say, lời nói cũng mất kiểm soát nên em sẽ không nói chuyện với anh. Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi, em sang phòng ngủ với cô Xuân. Dứt lời Tú Linh quay người bước đi thì bị Khải Phong kéo lại. Người nghiêng ngả nói. Cô muốn đi tìm nó chứ gì? Hai người hay lắm. Chị dâu em chồng thân thiết tới mức người ngoài nhìn vô còn nghĩ hai người là vợ chồng cơ mà. Nghe Khải Phong nói như vậy, Tú Linh liền nghĩ đến Mỹ Duyên vì những lời đó buổi trưa chị ta có nói. Cô cũng không ngờ anh chỉ vì vài lời nói vu khống của chị ta mà về kiếm chuyện với cô như thế. Cô gỡ tay Khải Phong ra khỏi tay mình rồi trả lời. Em mệt rồi, mọi chuyện dừng lại tại đây. Khi nào anh tỉnh táo, chúng ta nói tiếp. Nói xong cô đi lại mở cửa rồi đi xuống nhà. Còn Khải Phong lúc này đã ngấm say nên ngã xuống giường nằm ngủ, mặc kệ Tú Linh đi đâu. Tú Linh đi tới trước phòng cô Xuân, định đưa tay gõ cửa. Nhưng nghĩ giờ này cũng muộn rồi, cô Xuân chắc đã ngủ, nên cô không muốn làm phiền. Cô đi lại trước nhà ngồi, cô thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ lắm. Càng nghĩ nước mắt càng rơi, khiến cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Đình Phú sau khi rời khỏi quán cà phê thì cũng ngà ngà say, không lái xe về được
nên anh ra bãi gửi rồi bắt taxi đi về nhà. Về tới nhà, anh xuống xe thấy cổng không khóa nên mở cửa đi vô thì thấy Tú Linh ngồi cúi mặt trước nhà nên đi lại ngồi xuống hỏi. Chị làm gì mà giờ này còn chưa ngủ? Đừng nói là chờ anh Phong về nữa nha. Tú Linh nghe tiếng Đình Phú thì ngẩng đầu lên trả lời. Anh ấy về rồi, có lẽ cũng đã ngủ. Có chuyện gì mà chị lại khóc thế kia? Hai người vừa cãi nhau sao? Tôi nhớ nhà nên khóc thôi. Chú cũng say rồi, lên phòng ngủ đi. Tú Linh nói xong thì đứng dậy đi, nhưng Đình Phú đã chắn trước mặt nên cô không đi được. Cô đẩy Đình Phú ra nhưng bị anh nắm tay lại. Cô giằng mãi không ra nên nói. Anh tránh ra cho tôi đi. Đình Phú được đà, anh lấy hết can đảm kéo Tú Linh về phía mình ôm lấy cô. Còn Tú Linh bị Đình Phú ôm bất ngờ. Cô đẩy anh ra nhưng anh ôm chặt quá. Cô có làm cách nào cũng không đẩy ra được. Nghĩ đến những lời Khải Phong nói vừa rồi nên chỉ có thể đưa tay lên đánh sau lưng anh nói. Anh bỏ tôi ra mau. Anh làm cái trò gì vậy hả? Đình Phú mặc kệ Tú Linh đánh sau lưng. Anh gục lên vai cô rồi thì thầm. Chị có biết khi nhìn những giọt nước mắt trên mắt chị tôi đau lòng lắm không? Chẳng hiểu vì sao hình ảnh chị cứ hiện lên trong tâm trí tôi khiến tôi chẳng thể nào tập trung làm được việc gì cả. Có lẽ tôi điên. Tôi điên vì chị thật rồi Tú Linh à? Chú đừng ăn nói tầm bậy. Mau buông tôi ra đi. Tôi là chị dâu của chú đấy. Nghe Tú Linh nói cô là chị dâu thì Đình Phú dường như bừng tỉnh. Anh buông Tú Linh ra rồi đi vào nhà, vừa đi vừa lẩm nhẩm nói. Đúng, chị là chị dâu của tôi mà. Tú Linh chờ Đình Phú đi lên phòng rồi thì cô cũng đi lên. Mở cửa ra nhìn Khải Phong đã ngủ, nên cô đi tới lấy gối rồi đi tới sofa nằm. Từng câu từng chữ Đình Phú nói cứ văng vẳng bên tai, khiến cô cứ chằn chọc mãi không ngủ được. Nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng, Tú Linh mệt mỏi cố gắng nhắm mắt, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Khải Phong thức dậy, đầu anh đau như búa bổ, nhìn xung quanh không thấy Tú Linh đâu, mà quần áo trên người anh vẫn y nguyên như hôm qua anh đi làm, nhưng lại nồng nặc mùi rượu, làm anh ngửi thôi cũng đã khó chịu, nên anh đứng dậy lấy quần áo rồi vội vàng đi tắm. Vừa tắm xong bước ra thì thấy Tú Linh mở cửa đi vào. Anh lên tiếng. Hôm nay cuối tuần được nghỉ, mà sao em dậy sớm vậy? Em không ngủ được, mà mọi người đang chờ anh xuống ăn sáng đó. Hôm nay em có muốn đi đâu không? Anh đưa em đi, lâu rồi anh không dành thời gian cho em. Hay là chúng ta đi mua đồ cho con nhé? Em có hẹn đi mua đồ cùng với mẹ rồi, anh bận gì thì làm đi. Nói xong Tú Linh quay người đi lấy quần áo thay. Còn Khải Phong ngơ ngác không hiểu sao thái độ của Tú Linh với anh hôm nay lại lạnh nhạt xa cách đến vậy. Vì hôm qua cô vẫn nói chuyện vui vẻ với anh mà. Khải Phong ngồi trên giường suy nghĩ rồi chợt nhận ra hôm nay lúc tỉnh dậy anh đang nằm trên giường mà trên người vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Thì anh giật mình và cố nhớ lại xem anh có làm gì khiến Tú Linh giận không. Sau một hồi suy nghĩ thì anh cũng nhớ lại mọi chuyện tối qua. Trong lòng có chút hối hận và áy náy vì chưa tìm hiểu rõ ràng mà đã xử sự như thế với Tú Linh. Anh cũng không hiểu sao khi nhìn hình cô và Đình Phú có cử chỉ thân mật với nhau lại khiến anh không thể nào bình tĩnh được. Chờ Tú Linh thay quần áo ra, anh đứng dậy nói. Tú Linh, em giận anh chuyện tối qua sao? Tú Linh nghe Khải Phong hỏi thì lại thấy chạnh lòng và có chút buồn. Nói cô không giận anh thì cũng không đúng, mà giận anh cũng không phải. Chỉ là cô cảm thấy thất vọng vì anh đã không tin cô. Anh vì tin lời Mỹ Duyên mà lại không nghĩ Mỹ Duyên là người thích anh và ghét cô, nên những lời cô ta nói về cô chắc chắn là không đúng rồi. Và anh vì thế đã nói những lời làm cô tổn thương. Với lại chỉ một tấm hình mà anh đã thái độ như vậy thì sau này anh có vì những lời thêu dệt không đúng mà hắt hủi cô không? Tú Linh nhìn Khải Phong lạnh nhạt nói. Em không giận anh, em chỉ buồn vì anh không tin em thôi. Em cũng biết ai đã nói với anh. Anh chưa hỏi em mà đã vội tin ngay lời họ nói mà nghi ngờ em. Dù biết nói những lời này anh chưa chắc đã tin, nhưng không nói mà để trong lòng thì em ấm ức, nên em cứ nói vậy. Em và Đình Phú không có gì cả,
còn anh muốn nghĩ sao cũng được. Anh xin lỗi, là do anh suy nghĩ nông cạn, chưa tìm hiểu kỹ mà đã. Nói tới đây, Khải Phong ngập ngừng, quả thật anh cũng không biết phải nói với Tú Linh như thế nào nữa. Tú Linh sợ ba mẹ ở dưới nhà chờ lâu nên nói. Em hiểu rồi, anh không cần xin lỗi em đâu. Anh thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng không ba mẹ đợi. Em xuống trước đây. Dứt lời, Tú Linh mở cửa phòng đi ra, nhưng vừa đi tới cầu thang thì thấy Đình Phú cũng đang đi tới. Cô nhớ đến chuyện tối qua nên không muốn giáp mặt với Đình Phú, vì vậy liền đi xuống thật nhanh. Còn Đình Phú, cả đêm qua anh về phòng nằm suy nghĩ, không hiểu sao lúc đó anh lại nói những lời như thế. Để bây giờ gặp Tú Linh, anh thấy gượng gạo khi đối diện. Khải Phong thay đồ xong thì cũng đi xuống nhà. Lúc này mọi người cũng đã ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng. Hôm nay cô Xuân nấu bánh canh cá lóc nên cô đi vào bếp phụ cô Xuân bê ra rồi cùng mọi người ăn. Sau khi ăn xong, ông Hùng cùng Đình Phú và Khải Phong đi ra sofa uống trà chơi cờ. Bà Trinh chờ Tú Linh dọn dẹp phụ cô Xuân xong thì nói. Hôm nay ba mẹ có việc phải ra ngoài và ăn ở bên ngoài luôn, nên mấy đứa ở nhà cứ ăn cơm đi, không phải chờ ba mẹ nha. Dạ, ba mẹ đi đi ạ. Hôm nay con cũng có hẹn với mẹ con đi mua ít đồ, nên con xin phép mẹ con đi luôn bây giờ. Ừ, vậy con đi đi, cho ba mẹ gửi lời hỏi thăm ông bà thông gia nha. Dạ vâng ạ. Sau đó Tú Linh đi lên phòng lấy điện thoại và túi sách đi xuống nhà. Cô chào ba mẹ chồng rồi đi ra trước bắt taxi, thì Khải Phong chạy ra nói. Để anh đưa em đi. Em tự đi được, anh vào chơi cờ đi, không ba với Đình Phú chờ đó. Tú Linh vừa nói xong thì taxi cũng tới. Cô nói Khải Phong vào nhà rồi sau đó lên taxi rời đi. Khải Phong đứng nhìn xe đi khuất mới chịu đi vào. Tới chỗ ngồi đánh cờ không thấy ba đâu, chỉ còn Đình Phú ngồi đó nên anh hỏi. Ba đâu rồi Phú? Đình Phú xoay xoay con cờ trong tay trả lời. Ba lên phòng thay quần áo để chuẩn bị đi công việc với mẹ rồi. Ván cờ này đang còn dang dở, anh ngồi xuống chơi tiếp đi. Khải Phong gật đầu ngồi xuống, cả hai bắt đầu chơi. Đến khi Khải Phong thua, Đình Phú mới nói. Anh bình thường chơi cờ giỏi hơn em, mà hôm nay lại thua em, anh có biết vì sao không? Nghe Đình Phú hỏi, Khải Phong khựng lại. Đúng là trước giờ Khải Phong làm gì cũng hơn Đình Phú, cho nên chỉ mới 28 tuổi, anh đã được ba giao công ty cho quản lý. Anh đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Đình Phú hỏi. Chú nói, làm anh thấy khó hiểu đấy. Chú muốn nói gì thì nói anh nghe luôn đi. Đình Phú uống hết ly trà rồi nói. Anh thua là vì anh chỉ chú tâm vào việc tính toán các nước đi của mình, làm sao để ăn được quân của đối thủ, mà không nhìn ra được đối thủ răng bẫy để anh lọt vào và nhanh chóng hạ bệ anh. Nên dù anh có giỏi cỡ nào thì đến lúc nhận ra, anh cũng không thể cứu vãn được nữa. Và cuộc sống này cũng giống như những con cờ, một khi anh đã đi sai đường thì sẽ không bao giờ quay đầu lại được đâu. Hôm nay chú nói hoa mỹ thật đấy, làm anh thấy khó hiểu vô cùng. Chú cứ nói như là đang dạy anh thì phải. Đình Phú mỉm cười lắc đầu nói. Em không đủ trình độ để dạy anh đâu, chẳng qua em thấy hay nên muốn chia sẻ với anh mà thôi. Đình Phú nói xong thì cũng đứng dậy ra phía trước bắt taxi tới quán nhậu hôm qua để lái xe về. Còn Khải Phong thì ngồi nhìn bàn cờ suy nghĩ những gì Đình Phú vừa nói mà vẫn chưa hiểu ra được ý của Đình Phú nói là gì. Tú Linh về đến nhà, cô trả tiền taxi rồi xuống nhấn chuông đợi. Tầm 5 phút thì phía bên trong cô Bích đi ra mở cửa. Thấy Tú Linh về, cô Bích vui cười nói. Tú Linh về chơi hả con? Mấy nay cả nhà trông con dữ lắm đó. Mà bầu bì có khỏe không con? Dạ con khỏe lắm cô. Thôi vào nhà đi. Tú Linh dạ rồi đi vào. Thấy mẹ đang ở vườn tưới hoa, cô đi lại ôm lấy mẹ từ phía sau rồi nói. Con về rồi đây. Bà Hồng đang tưới hoa, bị ôm bất ngờ thì có chút hoảng, nhưng sau khi nghe tiếng nói thì mỉm cười đáp. Cái con bé này là mẹ hết cả hồn à? Vừa nói bà Hồng vừa với tay tắt vòi nước, còn Tú Linh buông bà ra cười khúc khích đi vào nhà. Ngồi ở sofa, bà đánh yêu lên tay cô nói. Dạo này ăn uống có được không? Mà sao mẹ thấy con ốm quá vậy?
Người ta bầu bì ngày càng mập ra, mà con thì ốm nhom lại còn xanh xao nữa. Mẹ thấy mà xót quá. Dạ con ăn uống vẫn bình thường mà mẹ. Chắc do mấy nay con bị mất ngủ nên mẹ nhìn thấy xanh xao thôi. Quả thật mấy hôm nay Tú Linh bị mất ngủ, mà thêm cả đêm qua vì chuyện kia nữa nên cô mới mệt mỏi và trông xanh xao như thế. Sợ mẹ lại hỏi nữa nên Tú Linh lảng qua chuyện khác. Mà ba đâu rồi mẹ? Sao con không thấy ba? Ông lại đi ra ngoài với hội bạn rồi. Dạ vậy thôi, mẹ lên thay quần áo đi rồi chúng ta đi. Con rủ thêm Thu Hoài đi nữa nhé. Con rủ đi, lâu quá mẹ cũng không gặp nó. Nói xong bà Hồng đi lên phòng thay quần áo, còn Tú Linh gọi điện cho Thu Hoài. Một lát sau mẹ xuống thì hai mẹ con cô bắt taxi đi tới trung tâm thương mại đã hẹn Thu Hoài. Mẹ con cô đi vào trong uống nước một lúc thì Thu Hoài mới tới. Bà Hồng lâu quá không gặp Thu Hoài nên bà hỏi: dạo này bận công việc hay sao mà lâu quá không qua thăm bác? Thu Hoài vừa gọi nước xong liền trả lời lại: bác khỏe không ạ? Con vừa đi công tác về hôm qua nên chưa sang thăm bác được. Bác khỏe, thế định bao giờ mới chịu lấy chồng để bác ăn cưới đây? Nhắc đến chuyện lấy chồng, Thu Hoài ngại ngùng đáp: dạ bao giờ người ta chịu hỏi cưới con đã ạ? Thu Hoài vừa trả lời xong thì nước cũng đem ra. Tú Linh ngồi nãy giờ cũng lên tiếng: thôi mẹ đừng trêu nó nữa, nó ngại đỏ hết cả mặt rồi kìa. Sau khi uống nước xong thì mọi người bắt đầu đi mua sắm. Vì Ken cũng đã được hơn 6 tháng nên cô bắt đầu mua sắm dần từ bây giờ. Chẳng hiểu sao khi nhìn mấy cái áo bao tay bao chân và mấy món đồ nhỏ nhỏ như vậy, cô lại thấy đáng yêu lắm luôn. Cô còn tưởng tượng ra lúc Ken mặc chắc cưng dữ lắm. Mua sắm xong, mẹ cô mời Thu Hoài về nhà ăn cơm. Nhưng nó bảo có việc bận, hẹn lại hôm sau nên hai mẹ con cô tạm biệt nó rồi về nhà. Tú Linh ở nhà mẹ chơi đến chiều tối mới về lại nhà chồng. Cô đi vào nhà thì thấy cô Xuân đang nấu bữa tối. Cũng không biết ba mẹ đã về chưa nên cô hỏi: ba mẹ con đã về chưa cô Xuân? Cô Xuân đang nấu ăn, nghe Tú Linh hỏi thì quay người lại trả lời: ông bà chưa về đâu con muốn ăn gì không cô nấu cho? Dạ cô nấu gì con ăn nấy, con lên phòng tắm rửa rồi con xuống nha cô. Nói với cô Xuân xong thì Tú Linh đi lên phòng. Ở trong phòng lúc này Khải Phong đang làm việc thì thấy cuộc gọi của Mỹ Duyên. Anh chần chừ không muốn nghe nên tắt máy. Nào ngờ Mỹ Duyên lại gọi tiếp nên anh nhấn nghe. Alo, tôi nghe đây. Đầu dây bên kia Mỹ Duyên cầm que thử thai với hai vạch đỏ chót vui mừng. Vì cuối cùng điều mà cô ta mong chờ cũng đã tới. Em có chuyện muốn nói với anh, chắc chắn anh sẽ thích lắm đây. Chuyện gì cô mau nói đi, đừng vòng vo như thế tôi không thích. Anh còn nhớ đêm hôm đó không? Em có thai rồi, anh được lên chức rồi đó anh Phong. Mỹ Duyên vừa nói xong thì Khải Phong như chết lặng vì anh không nghĩ chuyện này rắc rối như thế và sợ mình nghe nhầm nên anh hỏi lại. Cô vừa nói gì? Em nói là em có thai, anh sắp lên chức rồi, em vui lắm. Nếu có thai thì cô mau đi phá đi. Khải Phong vừa nói tới đây thì cánh cửa phòng mở ra, anh quay người lại thấy Tú Linh nên có chút giật mình. Vội tắt điện thoại, anh đi lại hỏi. Em về khi nào vậy, sao không gọi anh qua đón? Tú Linh mở cất túi sách, ban nãy cô thấy Khải Phong đang nói chuyện điện thoại, mà lúc thấy cô thì biểu hiện lạ lắm. Giống như làm chuyện xấu bị phát hiện vậy, nên cô đánh liều hỏi. Em vừa về thôi, mà ban nãy anh nói chuyện với ai vậy? Sao thấy em thì lại giật mình? Khải Phong ấp ba ấp úng trả lời. À, anh nói chuyện với mấy thằng bạn, mà sao em mở cửa làm anh giật mình thôi? Ra là thế, em chỉ hỏi vậy thôi, anh đừng căng thẳng quá, em đi tắm đây. Tú Linh nói xong liền lấy quần áo đi tắm. Khải Phong ngồi bên ngoài vò đầu bứt tai, lo sợ không biết phải giải quyết cái thai kia như thế nào để vẹn cả đôi đường. Phía bên kia, Mỹ Duyên nghe Khải Phong nói đi phá thai thì tức giận không thôi. Cứ nghĩ cho dù Khải Phong không thích cô ta thì cũng sẽ thương đứa nhỏ này. Nào ngờ sự thật khiến cô ta thất vọng tràn trề. Cô ta ngồi trên giường xoa xoa cái bụng nhỏ rồi nói. Con là bùa hộ mệnh của mẹ.
Nhất định phải thật khỏe mạnh để giành lại ba nhé con. Còn anh muốn tôi phá sao? Nằm mơ đi. Tôi nhất định phải giữ nó lại để trói buộc anh cả đời này. Tôi và nó, anh chỉ được quyền chọn một mà thôi. Nói xong cô ta siết chặt que thử thai trong tay, mắt nhìn khoảng không xung quanh, ánh lên tia hằn học man dại. Ngày hôm sau, Mỹ Duyên đi tới phòng khám để siêu âm. Sau khi siêu âm xong, bác sĩ nói cô ta đã có thai hơn 5 tuần và dặn dò vài điều cần thiết cho cô ta, rồi hẹn 3 tuần nữa tới khám lại. Cô ta cảm ơn bác sĩ, sau đó nhận lấy kết quả siêu âm rồi cầm điện thoại chụp lại, xong mới bỏ vào túi sách, rời khỏi phòng khám tới công ty. Vừa vào tới sảnh thì gặp Khải Phong và Tú Linh cũng đang đi tới. Cô ta liền đi tới mỉm cười giả lả nói: "Chào vợ chồng giám đốc, chúc vợ chồng giám đốc buổi sáng tốt lành." Khải Phong nhìn thấy Mỹ Duyên thì hai mày cau lại vì khó chịu, nhưng có Tú Linh ở đây nên anh không tỏ thái độ gì vì sợ cô biết. Tú Linh mặc dù không thích Mỹ Duyên, nhưng vì đây là ở công ty với Mỹ Duyên lại chào trước, nên vì phép lịch sự nên cô cũng đáp lại: "Chào chị, cảm ơn chị nhé. Hôm nay được chị chúc như thế chắc sẽ tốt lành lắm." Bị Tú Linh nói móc thì Mỹ Duyên tức lắm, nhưng có Khải Phong ở đây nên cô ta không thể làm gì được, nên đành phải cố nhẫn nhịn rồi nói: "Nay đẹp trời nên chắc chắn là sẽ tốt đẹp thôi. Mà em khách sáo vậy, đều là người một nhà cả, đâu cần phải cảm ơn đâu." Khải Phong khi nghe Mỹ Duyên nói câu đó thì có chút bất an. Anh sợ cứ đứng nói nữa thì Mỹ Duyên lại lỡ lời mà nói ra chuyện cô ta có thai. Thì bí mật anh ta muốn che giấu sẽ lộ, nên vội nói với Tú Linh: "Chúng ta lên phòng làm việc thôi em. Hôm nay anh có hẹn với đối tác, nên anh xem lại hồ sơ để còn làm việc với họ nữa." Tú Linh nghe vậy thì gật đầu cùng Khải Phong đi vào thang máy, lên trên phòng làm việc mà không trả lời lại Mỹ Duyên nữa. Còn Mỹ Duyên nhìn theo bóng dáng hai người thì chỉ xoa xoa bụng mình mà mỉm cười đắc ý. Cô ta nhìn là biết Khải Phong đang lo sợ, nên về tới phòng liền lấy điện thoại ra gửi tờ giấy siêu âm chụp khi nãy qua cho Khải Phong kèm lời nhắn: "Chào ba Phong, con đã được hơn 5 tuần rồi đấy, và con đang phát triển bình thường, ba gặp con vui không nào?" Rồi mới mở máy tính lên làm việc. Ở phòng làm việc, Khải Phong đang ngồi kiểm tra mail, còn Tú Linh thì đang xem lại hồ sơ bên đối tác mà Khải Phong sắp gặp, xem có gì sơ suất không để còn chỉnh sửa. Nhìn điện thoại báo có tin nhắn đến, Khải Phong cầm mở lên xem. Đập vào mắt anh là dòng tin nhắn, nhìn hình ảnh gửi kèm thì là tờ giấy khám thai có tên tuổi của Mỹ Duyên và tuần tuổi thai. Mặt Khải Phong lập tức biến sắc. Anh không nghĩ Mỹ Duyên lại trâng tráo muốn dồn anh vào bước đường này. Anh phải nghĩ cách giải quyết nhanh chóng mới được. Đang suy nghĩ thì Tú Linh đi lại đưa tài liệu. Khải Phong vội tắt điện thoại rồi nói: "Em xem xong rồi hả?" "Em xem lại kỹ rồi đó. Anh xem lại xem cần gì nữa không, để em chuẩn bị, lát anh cầm đi gặp họ. Mà em thấy từ tối qua đến giờ thái độ của anh lạ lắm. Có chuyện gì sao anh?" Khải Phong nghe Tú Linh hỏi như vậy thì chột dạ, nhưng anh vẫn bình tĩnh như không có gì nói. "Anh chỉ lo lắng về buổi gặp đối tác hôm nay thôi, chứ không có gì đâu. Thôi, tới giờ rồi, anh đi đây nha." Dứt lời, Khải Phong vội cầm tập tài liệu Tú Linh vừa đưa rời đi, vì anh sợ nếu như ở lại thì anh không biết mình còn có thể bình tĩnh trả lời những câu hỏi của cô không nữa. Tú Linh sau khi Khải Phong rời đi thì cũng trở lại bàn mình ngồi, thì có tiếng gõ cửa nên cô đứng dậy đi ra mở. Thấy Đình Phú, cô có chút không thoải mái, nhưng nhìn Đình Phú cầm trên tay hộp dâu tây thì cô hỏi: "Chú đến tìm anh Phong sao? Anh ấy vừa ra ngoài rồi." Đình Phú bước vào để hộp dâu trên bàn rồi nói: "Tôi không tìm anh ấy mà tìm chị." Nghe Đình Phú nói tìm mình thì Tú Linh ngạc nhiên hỏi: "Chú tìm tôi có chuyện gì sao?" Đình Phú nghe thế khựng lại một chút rồi nói: "Tôi muốn xin lỗi chị về những gì tôi đã nói đêm hôm đó. Do tôi uống rượu vào nên không suy nghĩ mà nói những lời không đúng. Vì vậy chị đừng để ý và suy nghĩ về những lời nói linh tinh đó nhé." Tú Linh nghe vậy thì trả lời: "Tôi quên những gì hôm đó chú nói rồi, nên chú đừng bận tâm đến nó nữa."
Đình Phú nghe Tú Linh nói vậy thì trong lòng thấy thoải mái hơn nên nói. Cảm ơn chị đã hiểu. Hộp dâu tôi được bạn tặng nhưng tôi không thích ăn. Chị ăn đi nhé. Nói xong Đình Phú mở cửa về lại phòng làm việc của mình. Thật ra hộp dâu là anh mua khi sáng trên đường đi làm để có cái cớ đem qua phòng làm việc nói chuyện với Tú Linh mà thôi. Tú Linh sau khi Đình Phú đi thì cầm hộp dâu lên. Trong lòng cô cứ thấy có gì đó vui vui. Cô cầm đem đi rửa rồi để ra đĩa bê lại bàn để bên cạnh vừa đánh máy vừa ăn. Ở quán cà phê A, sau khi đã bàn xong công việc với đối tác thì Khải Phong nói với trợ lý Tùng. Anh về công ty trước đi, tôi còn có chút việc cần giải quyết. Trợ lý Tùng nghe vậy thì gật đầu nói. Dạ, vậy giám đốc về sau nhé, tôi xin phép về trước đây. Khải Phong gật đầu, trợ lý Tùng cũng rời đi ngay sau đó. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mỹ Duyên. Cô đến quán cà phê A đi, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cô. Tôi ngồi ở bàn thứ hai, phía bên phải nhìn qua. Ở phòng làm việc, Mỹ Duyên nhận được tin nhắn của Khải Phong. Cô ta mở ra xem rồi mỉm cười nhắn lại. Em sẽ tới ngay. Nhắn xong, Mỹ Duyên đi tới chỗ Đình Phú nói có việc cần ra ngoài một lát. Đình Phú cũng dễ tính nên anh gật đầu đồng ý. Cô ta về chỗ làm việc lấy túi sách, rồi ra cổng công ty bắt taxi đi tới quán cà phê A. Tầm 20 phút sau thì cũng tới. Mỹ Duyên đi vào quán. Nhìn xung quanh tìm vị trí của Khải Phong. Đảo mắt tầm một phút thì cô ta cũng thấy nên liền đi tới. Ngồi đối diện Khải Phong, cô ta nói. Anh chờ em lâu không? Anh gọi em ra đây, muốn nói gì thì nói đi. Khải Phong gọi cho cô ta ly cam ép rồi trả lời. Tôi nghĩ cô không cần hỏi vậy đâu. Cô cũng biết tôi gọi cô ra đây là nói chuyện về cái thai mà. Tôi sẽ đưa cô đi phá, đó là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. Mỹ Duyên nghe vậy thì trừng trừng mắt nhìn Khải Phong rồi nhếch môi cười đáp. Khải Phong, tôi là đang mang thai con của anh đó. Sao anh lại có thể dễ dàng nói câu bỏ con thế hả? Đứa con này là do anh ăn nằm với tôi để tôi có thai. Mà bây giờ anh bắt tôi bỏ là sao? Anh dù không thích tôi nhưng nó là con anh, là máu mủ của anh. Mà sao anh lại muốn nó không được sinh ra vậy? Nó đâu có tội tình gì đâu chứ. Lỗi là do anh và tôi. Mà sao bắt nó phải chịu vậy? Chẳng lẽ anh máu lạnh đến mức đó sao? Đã vậy tôi nói luôn cho anh biết, tôi không đồng ý phá thai. Tôi muốn anh chịu trách nhiệm và cho mẹ con tôi có danh phận rõ ràng. Khải Phong nghe Mỹ Duyên nói thì tức giận vô cùng. Anh đã muốn giải quyết một cách nhẹ nhàng mà cô ta lại không muốn, mà lại có thái độ và đòi hỏi quá đáng nữa chứ. Anh nhìn cô ta run run nói. Mỹ Duyên, cô đừng có mà đòi hỏi quá đáng. Tôi muốn mọi chuyện êm đẹp nên yêu cầu cô như vậy để tốt cho cả tôi và cô đấy. Anh nói nực cười, tốt cho tôi và anh là phải bỏ đi đứa con trong bụng tôi sao? Anh đừng có mơ, nó ở trong bụng tôi thì anh đừng có hòng đụng vào nó. Tốt nhất là anh cho tôi và con một danh phận chứ đừng có ép tôi bỏ. Mà cùng là con anh, nhưng mẹ con nó có danh phận được anh chăm sóc, còn tôi thì anh bắt phá đi vậy hả? Anh bỏ ý định đó đi. Và mau tìm cách giải quyết cho tôi có được danh phận như nó. Không tôi sẽ đến nhà gặp bố mẹ anh đấy. Nói xong Mỹ Duyên không để Khải Phong nói lại. Cô ta đã đứng dậy đi ra bắt taxi để về. Ngồi trên xe cô ta ấm ức muốn khóc. Nhưng cô ta không cho phép mình yếu đuối. Nhất định cô ta phải được danh chính ngôn thuận bước vào căn nhà đó. Thay cho Tú Linh thì mới hả dạ. Sau khi Mỹ Duyên rời đi, Khải Phong vẫn ngồi lại quán suy nghĩ. Và anh nhận ra Mỹ Duyên nói đúng. Đứa bé cô ta đang mang trong người là con anh. Còn đứa bé Tú Linh đang mang thì không. Nhưng anh rất yêu Tú Linh. Anh không muốn mất cô. Anh muốn trong thời hạn một năm sẽ làm cô thay đổi mà yêu anh. Nên anh mới lo sợ chuyện Mỹ Duyên có thai cô sẽ biết mà rời xa anh. Nên anh mới bắt Mỹ Duyên phải bỏ đứa bé. Nhưng giờ anh thấy phân vân. Vì nếu chọn Tú Linh thì anh sẽ phải bắt Mỹ Duyên bỏ đi đứa con ruột thịt của mình. Vì với tính cách của Mỹ Duyên thì cô ta sẽ dùng đứa con để ép bằng được anh lấy cô ta. Mà anh thì không yêu cô ta. Khải Phong cứ ngồi suy nghĩ mãi mà chưa biết phải làm thế nào cho vẹn cả đôi đường. Thì nhìn đồng hồ cũng đã trưa nên anh đứng dậy thanh toán rồi trở về công ty để đưa Tú Linh đi ăn.
Buổi chiều đến giờ tan làm như thường lệ thì Khải Phong lái xe đưa Tú Linh về. Trên đường về, Khải Phong hỏi: "Em có muốn ăn gì không? Anh đưa đi." Tú Linh suy nghĩ tầm vài giây rồi nói: "Em muốn ăn pizza." Khải Phong gật đầu, sau đó lái xe tới quán pizza trên đường mua cho Tú Linh. Vì cô không muốn ngồi ăn ở quán nên anh mua mang ra xe cho cô ăn. Ngồi trong xe, Tú Linh vừa ăn vừa đút cho Khải Phong, lâu lâu còn mỉm cười rất hạnh phúc. Khải Phong nhìn Tú Linh như thế thì lại càng cảm thấy áy náy và có lỗi với cô. Khi cô đồng ý lấy anh thì anh đã nói và hứa với ba mẹ cô sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cô, không làm gì có lỗi với cô, khiến cho cô phải buồn. Vậy mà giờ đây anh lại đang làm chuyện có lỗi với cô. Chờ Tú Linh ăn xong, anh hỏi: "Có ngon không?" Tú Linh lau tay gật đầu. Khải Phong thấy vậy thì nói tiếp: "Vậy khi nào muốn ăn nữa thì nói anh mua cho nhé. Cũng còn tầm 3 tháng nữa là em sinh rồi." Nhắc đến chuyện đứa bé, Khải Phong chợt nhận ra đến tận bây giờ anh còn chưa biết nó là trai hay gái, và anh cảm thấy mình vô tâm quá. Anh quay qua Tú Linh nhìn cô một lúc mới dám đánh liều hỏi: "Con là trai hay gái vậy em?" Tú Linh nghe Khải Phong hỏi đột ngột vậy thì ngạc nhiên nhìn anh rồi mới trả lời: "Là một bé trai, anh không cần phải cảm thấy áy náy đâu. Anh xin lỗi vì lâu nay công việc mà không để ý tới." "Em hiểu mà, thôi anh tập trung lái xe đi." Khải Phong cũng không trả lời lại nữa mà tập trung lái xe. Về đến nhà, Khải Phong vừa lái xe vô tới sân thì Đình Phú cũng lái xe về, nên cả ba người cùng nhau đi vào nhà. Vừa vô tới nhà thì từ phía trong có một cô gái chạy ra ôm lấy Đình Phú trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tú Linh và Khải Phong. Cô gái đó không ai khác chính là Bích Loan, là thanh mai trúc mã của Đình Phú, vừa ở Hà Nội vào. Đình Phú bị người khác ôm như vậy thì khó chịu đẩy ra. Anh đưa tay phủi phủi quần áo rồi hỏi: "Cô là ai mà lại ở trong nhà tôi vậy hả?" Đình Phú vừa nói xong thì mẹ anh cũng đi ra nói: "Mấy đứa về rồi hả? Mau vào đây ba mẹ nói chuyện, cả Bích Loan nữa." Lúc này Khải Phong nghe ba mẹ gọi tên Bích Loan thì anh mới chợt nhận ra cô bé trước đây ở gần nhà anh hay qua chơi, rồi còn bám theo Đình Phú. Anh cùng Tú Linh đi vào trước, còn Đình Phú và Bích Loan vào sau. Ngồi xuống sofa, anh lên tiếng: "Đây không phải là bé Bích Loan hàng xóm nhà mình lúc trước hay qua nhà mình chơi sao?" Bà Trinh gật đầu đáp: "Khải Phong nói đúng rồi đó, con bé mới về nên sẽ ở nhà chúng ta vài hôm nhé." Nói xong bà quay sang Bích Loan giới thiệu: "Đây là Tú Linh, vợ của Khải Phong nha Loan." Bích Loan nhìn Tú Linh rồi mỉm cười nói: "Dạ em chào chị, rất vui được biết chị. Hai anh chị đẹp đôi quá trời luôn." "Chào em, anh chị cũng bình thường thôi, em quá khen rồi. Mà chị đang có thai sao?" "Ừ em, chị đang có thai ở tháng thứ 6 rồi em." Trả lời xong, đột nhiên Tú Linh cảm thấy hơi nhói bụng. Cô nghĩ do cả ngày hôm nay ở công ty ngồi nhiều nên mới vậy. Cô nói tiếp: "Con xin phép ba mẹ con lên phòng. Cả ngày nay ngồi ở công ty nhiều nên con hơi mệt. Bích Loan còn ở lại đây vài hôm nữa, có gì chị em mình nói chuyện sau nhé." "Dạ chị lên phòng nghỉ ngơi đi ạ." Bà Trinh cũng gật đầu nói: "Khải Phong dìu vợ lên phòng nghỉ đi con, rồi lát xuống ăn cơm." Khải Phong dạ rồi đứng dậy đỡ Tú Linh đi lên phòng. Ở phòng khách bây giờ chỉ còn Bích Loan và mẹ con Đình Phú. Cô ta liền quay sang Đình Phú hỏi: "Em mới đi vài năm mà anh Phú quên em rồi sao?" Đình Phú dừng dưng cầm miếng táo lên ăn rồi trả lời: "Buổi trưa vừa ăn gì tôi còn không nhớ. Mà cô đi nhiều năm như vậy, làm sao tôi nhớ được chứ?" Bích Loan nghe Đình Phú nói vậy thì sượng cả mặt. Cô ta đã học xong nên muốn vào lại Sài Gòn để lập nghiệp, nhưng vì nhà cũ đã bán, thành ra cô ta đến xin bác Trinh cho ở nhờ vài hôm rồi sẽ tìm căn hộ nhỏ thuê ở. Thêm nữa cô ta rất thích Đình Phú nên muốn được ở bên anh, vì bác Trinh nói Đình Phú chưa có người yêu nên cô ta muốn làm người yêu anh. Mặc dù bị Đình Phú nói như vậy nhưng cô ta vẫn mỉm cười đáp lại: "Mấy năm nay em thay đổi như vậy, anh không nhận ra cũng phải rồi. Em không trách anh đâu."
Đình Phú không trả lời mà đứng dậy đi thẳng lên lầu, làm Bích Loan sượng mặt lần thứ hai. Bà Trinh cũng nhận ra nên liền nói: "Con đừng nghĩ gì nhé Bích Loan, tính tình Đình Phú từ khi trưởng thành nó vậy đó." Bích Loan biết bà Trinh nói thế cho mình đỡ ngượng nên nói: "Dạ con biết rồi." "Thôi con lên phòng đi, bác vào xem cô Xuân nấu xong chưa." "Con lên phòng cũng không làm gì nên buồn lắm, để con ở đây phụ bác." "Ừ, vậy con vào ngồi gọt trái cây giúp bác nha." Bích Loan nghe vậy gật đầu trả lời, rồi cùng bà Trinh đi vào trong bếp. Một lát sau, cơm ngon canh ngọt cũng được dọn ra, thì cũng là lúc mọi người trên lầu đi xuống. Bích Loan xới cơm cho từng người rồi cùng ăn. Suốt bữa cơm, cả nhà nói chuyện rất vui vẻ. Đến khi ăn xong, mọi người ra ngoài ngồi ở phòng bếp, Tú Linh dọn chén bát phụ cô Xuân, thì Bích Loan nói: "Chị Tú Linh để em dọn cho, chị đang mang thai, đi làm cả ngày cũng mệt rồi, còn phụ dọn sẽ mệt hơn đó." Tú Linh nghe vậy thì mỉm cười nói: "Chị cảm ơn em đã nghĩ cho chị, nhưng em là khách mà, ai lại để khách dọn chứ. Với việc này cũng nhẹ nhàng chị làm được, em ra ngoài ngồi chơi nói chuyện đi." Tú Linh vừa nói vừa dọn, nhưng Bích Loan đã đến bên cạnh cô rảnh dọn. Cô Xuân thấy vậy thì lên tiếng: "Cả hai ra ngoài ngồi ăn trái cây đi, để cô dọn cho, cũng không có nhiều. Cô làm một chút là xong ngay thôi, hai đứa rảnh qua rảnh lại thế không biết bao giờ mới xong được." Tú Linh thấy cô Xuân nói có lý nên trả lời: "Dạ vậy cô Xuân dọn giúp tụi con nhé." Tú Linh nói xong, cô Xuân mỉm cười gật đầu xong dọn dẹp tiếp. Còn cô với Bích Loan ra ngoài sofa cùng mọi người nói chuyện. Ông Hùng và Đình Phú, Khải Phong thì ra phía trước uống trà bàn chuyện công ty. Nên trong nhà chỉ còn bà Trinh. Thấy Tú Linh và Bích Loan đi ra, bà hỏi: "Bích Loan, sao con học xong không ở ngoài Hà Nội cho gần ba mẹ mà vô đây làm cho xa xôi vậy?" "Dạ, con muốn vào đây lập nghiệp với trải nghiệm để trau dồi kiến thức thêm cho bản thân ạ." Bà Trinh nghe vậy thì gật gù nói: "Con còn bé mà có chí tiến thủ thế thì sẽ nhanh thành công thôi." Bích Loan nghe vậy thì ngại ngùng cười cười. Cô ta quay sang Tú Linh hỏi: "Chị Tú Linh đang làm công việc gì thế?" "Chị làm thư ký cho anh Phong thôi em." "Dạ mà bây giờ còn sớm, chị Tú Linh đi dạo một lát với em được không?" "Để hôm khác được không? Nãy chị ăn hơi no nên đang thấy tức bụng." Bích Loan nghe vậy thì mặt bí xị đáp: "Dạ, vậy để hôm khác cũng được ạ." Bà Trinh thấy Bích Loan như vậy thì nói: "Linh nó có thai nên không đi cùng con được đâu, để bác nói Đình Phú đưa con đi nha." Nghe bà Trinh nói vậy thì hai mắt Bích Loan sáng rỡ lên, mặt đang bí xị thì tươi tỉnh hẳn lại mà trả lời: "Dạ, được anh Phú đưa con đi thì vui lắm luôn bác." Bà Trinh đứng dậy gọi Đình Phú vào nói, nhưng ngay lập tức đã bị anh từ chối. Anh nhìn Tú Linh làm cô ngại phải cúi mặt xuống thì mới quay qua mẹ nói: "Con có người trong lòng rồi, nên không muốn tiếp xúc với người con gái khác, sợ cô ấy ghen." Nói xong anh liền quay người đi ra sân. Bích Loan thấy Đình Phú không thích mình thì có chút buồn, nên xin phép bà Trinh đi lên phòng trước. Nằm trên giường, cô ta lăn qua lăn lại suy nghĩ, bởi cô ta nhớ rõ ban chiều bác Trinh nói Đình Phú chưa có người yêu, mà bây giờ anh ấy nói đã có người trong lòng là sao. Mục đích cô ở lại Sài Gòn là vì Đình Phú, nên cô ta nhất định phải tìm hiểu xem người trong lòng của Đình Phú là ai mới được. Sau khi Bích Loan đi lên phòng thì bà Trinh rủ Tú Linh đi ra chỗ ba con Khải Phong ngồi. Lúc này họ cũng đã ngừng bàn chuyện ở công ty, nên bà Trinh nói: "Bạn nãy con nói có người trong lòng là ai vậy Phú? Sao không đưa về đây giới thiệu với cả nhà?" "Con nói đùa thôi chứ làm gì có. Mà mẹ cũng thôi ký định gán ghép con với Bích Loan đi, con không thích đâu. Mẹ thấy hai đứa đẹp đôi mà, với con bé nó cũng mến con nữa." Khải Phong cũng nói: "Mẹ nói đúng đó, anh thấy con bé nó thích chú rõ ràng luôn mà, do chú không nhận ra đó." "Thích hay không mặc kệ cô ta, em chẳng quan tâm đâu, xin phép ba mẹ con lên phòng trước đây." Nói xong Đình Phú đứng dậy đi vào nhà, mọi người lúc này chỉ biết nhìn nhau lắc đầu mỉm cười, rồi ai nấy về phòng của mình để nghỉ ngơi.
Một tuần sau, trong lúc đang ăn cơm, thì Mỹ Duyên cảm thấy nhợn nhợn trong cổ họng như muốn nôn vậy. Cô ta bỏ dở chén cơm đang ăn, nhanh chóng chạy vào trong bếp, nôn trước sự ngạc nhiên của ông Cường và bà Cúc. Sau khi nôn xong, Mỹ Duyên cảm thấy khỏe hơn nên đi ra ngoài. Vừa ngồi xuống bàn định ăn tiếp thì bà Cúc hỏi: Mỹ Duyên, sao đột nhiên đang ăn lại nôn ra hết vậy? Mỹ Duyên cũng đã từng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ cho ba mẹ biết cô ta đang có thai con của Khải Phong. Nhưng cô ta nghĩ bây giờ chưa phải là lúc thích hợp nên để nói ra. Cô ta nghĩ đại một lý do: con đang bị đau dạ dày nên ăn nhiều là sẽ bị nôn thôi ạ. Con đó, làm gì thì làm, phải ăn uống đúng giờ giấc nhớ chưa? Con biết rồi ạ, mà sắp tới con sẽ chuyển ra ngoài ở và nghỉ làm ở công ty. Ông Cường nghe Mỹ Duyên nói vậy thì bất ngờ vô cùng. Ông không đồng ý việc Mỹ Duyên nghỉ việc ở công ty nên quát lớn: ai cho phép con nghỉ vậy hả? Mọi chuyện trở nên như hôm nay đều là do con tự mang đến. Con muốn trở lại vị trí như ban đầu mà không chịu cố gắng thay đổi, lại chọn cách trốn tránh là sao vậy Mỹ Duyên? Con cảm thấy mình không phù hợp với công việc ở đó nữa nên con muốn tìm công việc khác. Bà Cúc thấy hai ba con căng thẳng thì lên tiếng: thôi, hai ba con có gì từ từ nói, người nhà với nhau cả mà to tiếng như thế không hay ho gì đâu. Bà xem đó, bà nuông chiều nó cho lắm vào, để bây giờ nói một câu là nó cãi một câu xem có tức không. Ông Cường nói xong thì tức giận bỏ đi lên phòng. Bà Cúc thở dài nói: sao đột nhiên con lại muốn nghỉ việc rồi dọn ra ngoài vậy hả? Ở nhà mình không phải tốt hơn sao Mỹ Duyên? Con muốn thay đổi bản thân thôi. Con biết ba mẹ muốn tốt cho con nên mới nói vậy, nhưng con đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi đâu ạ. Vậy con định bao giờ thì chuyển đi? Con đang tìm chung cư, khi nào tìm được con sẽ chuyển ra ạ. Ừ, nhớ lâu lâu về thăm ba mẹ đấy. Dạ, nếu không có gì nữa con xin phép lên phòng ạ. Bà Cúc gật đầu, Mỹ Duyên đứng dậy đi lên phòng. Vừa mở cửa, cơn buồn nôn ập tới, nhưng thấy mẹ cũng đang đi lên nên cô ta cố nhịn đóng cửa, sau đó khóa trái lại rồi mới chạy vào toilet để nôn. Rửa sạch mặt mũi, cô ta đi ra giường ngồi xuống nói thầm: nếu biết có thai mệt mỏi thế này thì mình đã tính kế khác rồi. Nhưng vì muốn có được Khải Phong nên cô ta đành cố chịu. Chỉ cần nghĩ tới ngày đó là cô ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Sáng hôm sau, Khải Phong đang thay quần áo chuẩn bị đi làm thì điện thoại đổ chuông. Anh đi tới cầm lên xem thì thấy Mỹ Duyên gọi. Anh ngó trước ngó sau thấy Tú Linh đã xuống nhà trước nên liền nhấn nghe. Alo, tôi nghe đây, có chuyện gì nói mau đi. Đầu dây bên kia, Mỹ Duyên mệt mỏi vì suy nghĩ và thai hành nghén làm cả đêm cô ta không ngủ được. Nghe giọng Khải Phong, cô ta lập tức trả lời: em mệt quá anh ạ, cái thai hành em nghén cứ nôn mãi cả đêm em không ngủ được. Cảm thấy mệt quá thì thay quần áo đi, tôi qua đưa đi giải quyết. Em đã nói không phá là không phá, cả đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em sẽ không đòi danh phận khiến anh khó xử nữa. Khải Phong nghe vậy thì bất ngờ lắm. Anh không nghĩ Mỹ Duyên lại thay đổi suy nghĩ nhanh đến vậy. Nhưng anh cũng mừng thầm trong lòng vì ít ra cô ta cũng biết điều. Vậy mà anh chưa mừng được bao lâu thì đầu dây bên kia Mỹ Duyên nói tiếp những lời làm anh tắt ngúm. Em không muốn danh phận, nhưng không có nghĩa là em sẽ rời xa anh. Em muốn anh cho phép em được làm người tình trong bóng tối của anh và muốn anh có trách nhiệm với con. Với cả em không muốn ba mẹ em và mọi người ở công ty biết nên anh mua cho em một căn nhà. Em sẽ dọn đến đó ở và nghỉ việc ở công ty. Hàng tháng anh phải chu cấp tiền và tới thăm mẹ con em vài lần. Nếu như phương án này anh không đồng ý thì em đành phải tới nhà anh một chuyến để giải quyết thôi. Khải Phong vừa mới mừng thầm trong lòng vì nghĩ Mỹ Duyên biết điều. Nào ngờ sau khi nghe những gì cô ta nói, anh chỉ muốn nhanh chóng đưa cô ta đi bỏ cái thai ngay thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng không muốn bỏ đứa con của mình đi. Mấy hôm nay anh suy nghĩ rất nhiều vì điều đó. Giờ Mỹ Duyên lại đưa ra phương án này, anh thấy cũng ổn và anh có thể làm được nên anh nói: được, tôi sẽ tìm một căn nhà mua cho cô. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ nên biết thân biết phận của mình, nếu không hậu quả chắc cô hiểu. Anh yên tâm,
chuyện này ngoài anh và em ra sẽ không ai biết đâu. Còn nếu anh không đáp ứng theo yêu cầu của em, thì em không chắc sẽ có thêm vài người biết đâu ạ. Khải Phong chưa kịp trả lời lại thì cánh cửa phòng mở ra. Theo thói quen, anh vội tắt điện thoại rồi quay người lại. Thấy Tú Linh đang mở tủ lấy túi sách thì anh hỏi. Sao không để đó, tí anh đem xuống cho. Anh có biết cái nào đâu mà đem xuống cho em. Sao anh còn chưa thay quần áo xuống ăn sáng, mọi người đang chờ đó. Anh vừa nghe điện thoại xong, em xuống trước đi. Anh thay xong là xuống ngay. Dạ, vậy em xuống trước nhé. Sau khi Tú Linh đi thì Khải Phong cũng nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà. Lúc này mọi người đã vào bàn ghế ngồi hết thì Khải Phong nói. Tí nữa anh có việc phải đi trước. Đình Phú đưa Tú Linh đến công ty giúp anh nha. Thôi không cần đâu anh, em bắt taxi đi được rồi, phiền chú ấy lắm. Tú Linh nói xong thì Đình Phú lên tiếng. Là người một nhà cả, phiền gì đâu. Bụng chị ngày một lớn, đi taxi mọi người cũng không yên tâm đâu. Bà Trinh cũng đồng ý nên nói. Phú nó nói đúng đó con, để nó đưa đi cho mẹ yên tâm. Thấy mọi người đều nói vậy nên cô không nói nữa mà chỉ dạ rồi ăn phần ăn của mình. Khải Phong ăn được vài miếng rồi xin phép đi trước. Bích Loan ngồi cùng bàn mà thấy chẳng ai nói gì tới mình nên cô ta có chút ngại. Cô ta quay sang Đình Phú hỏi. Chiều anh Phú có bận gì không? Có thể đưa em đi tìm nhà để thuê được không? Đình Phú đang ăn dừng tay lại trả lời. Cô muốn tìm nhà thì lên trang web mà tìm, tôi bận lắm không rảnh đâu. Bích Loan nghe Đình Phú nói vậy thì im bặt vì quê. Cô ta để ý qua giờ mỗi khi cô ta nhờ gì thì Đình Phú đều tỏ thái độ khó chịu không thích. Nhưng khi có gì liên quan đến chị Tú Linh thì anh lại rất vui vẻ làm. Sau một lúc cô ta mới dám lên tiếng. Dạ em xin lỗi, nếu anh bận thì thôi ạ. Đình Phú không trả lời lại Bích Loan nữa mà quay sang nói Tú Linh. Chúng ta đi thôi không muộn. Tú Linh đứng dậy chào ba mẹ rồi theo Đình Phú ra xe. Bích Loan nhìn theo thấy Đình Phú mở cửa xe, ân cần với Tú Linh thì trong đầu vấy lên những thắc mắc khó tả. Chờ chiếc xe chạy ra khỏi cổng, cô ta mới quay người lại, tiếp tục ăn cho xong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.